Damihi animas, chetera tole, xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi. Xin chào quý vị và các bạn trẻ đến với chuyên mục điểm tin của kênh truyền thông Chalizion de Moscow với các tin sau. Tang lễ cha Giuse Nguyễn Văn Quang SDB, công thể Đông Bosco Bến Cát, tu sinh và sinh viên ngắm sự thương khó Chúa Giêsu, giáo sứ Liên Khương, hội chợ vòng tay yêu thương. Công thể Rinaldi Xuân Hiệp, tu sinh và dấn thân viếng thăm trung tâm bảo trợ xã hội Cô Nhi Thiên Bình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần tin chi tiết. Tang lễ cha Giuse Nguyễn Văn Quang SDB. Vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, cha Giuse Nguyễn Văn Quang SDB, nguyên giám tịnh tịnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam, đã được Chúa gọi về, hưởng thọ 76 tuổi. Chiều ngày 3 tháng 4, linh cứu cha Giuse đã được di quan về giáo xứ Xuân Hiệp để thuận tiện cho việc thăm viếng và thánh lễ. Sáng ngày 4 tháng 4, đức cha Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, đã đến kính viếng và cầu nguyện cho cha Giuse. Chiều cùng ngày, tịnh dòng đã kính viếng cũng như dâng thánh lễ cầu nguyện và tri ân cha Giuse. Sáng ngày 5 tháng 4, đức cha Doan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ tế thánh lễ an táng cầu nguyện cho cha cố. Đồng tế với ngài có đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, cha giám tịnh Bạc Na Ba Lê An Phong và quý cha. Kết thúc thánh lễ, linh cữu cha Giuse được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Tinh Thịnh cùng các anh em Salesian khác. Quý vị có thể xem lại thánh lễ an táng của cha Giuse Nguyễn Văn Quang SDB tại kênh truyền thông Salesian Don Bosco Việt Nam. Công thể Đông Bosco Bến Cát, tu sinh và sinh viên ngắm sự thương khó Chúa Giêsu. Chiều thứ tư tuần thánh ngày 27 tháng 3 năm 2024, nhóm tu sinh và sinh viên Đông Bosco đã ngắm sự thương khó Chúa Giêsu tại giáo xứ Bến Cát. Đồng hành với các bạn có sự hiện diện của cha Giuse Vũ Đức Huân, SDB, phó giám đốc cộng thể, đặc trách tu sinh, và cha Martin Trần Thất Bảo, SDB, đặc trách sinh viên Đông Bosco. Buổi ngắm sự thương khó của Chúa được chính các bạn tu sinh và sinh viên thực hiện. Trong đó, mỗi nhóm được phân chia để cùng nhau ngắm lại các trạng thương khó của Chúa. Buổi ngắm đã giúp cộng đoàn, đặc biệt là các bạn tu sinh và sinh viên, có thời gian suy gẫm nhiều hơn về cuộc khổ nạn của Chúa. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bạn tham gia vào đời sống giáo hội địa phương một cách cụ thể hơn. Giáo xứ Liên Khương, hội chợ vòng tay yêu thương. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, tại giáo xứ Liên Khương, hơn 300 thiếu nhi đã tham dự hội chợ với chủ đề vòng tay yêu thương. Cha Giuse Vũ Duy Bảo, chánh xứ Liên Khương cho biết, mục đích hội chợ là tạo điều kiện cho thiếu nhi mừng đại lễ Chúa Phục Sinh năm 2024. Đồng thời đây cũng là cơ hội và đón mừng đại lễ cho các em thiếu nhi và các thanh thiếu niên. Đúng 9 giờ tại sân giáo xứ, cha Giuse đã chính thức chào đón và chúc mừng lễ Phục Sinh đến các bạn thiếu nhi và khai mạc chương trình hội chợ vòng tay yêu thương. Các em thiếu nhi mỗi đợt được phát 20 phiếu vui chơi miễn phí để nhận phiếu thưởng. Có các phiếu thưởng, các em sẽ đến siêu thị Don Bosco và các gian hàng để mua sắm và ăn uống thỏa thích. Có khoảng 16 gian hàng trò chơi do giáo lý viên, các hội đoàn trong giáo xứ và các bạn sinh viên SOB đảm nhận. Lúc 12 giờ hội chợ kết thúc, các em dâng lời tạ ơn Chúa, cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ, quý ban hành giáo, quý ca đoàn và quý ân nhân đã tạo điều kiện cho các em có ngày hội chợ, được vui chơi, được mua sắm thỏa thích trong tình yêu thương của Chúa Phục Sinh và tất cả mọi người. Cộng thể Rinaldi Xuân Hiệp, tu sinh và dấn thân viếng thăm Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cô Nhi Thiên Bình. Trong niềm vui mừng đại lễ Chúa Phục Sinh, vào Chủ nhật ngày 31 tháng 3, nhóm tu sinh và dấn thân Don Bosco Xuân Hiệp cùng quý ân nhân đã đến thăm và chia sẻ niềm vui Phục Sinh với các em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cô Nhi Thiên Bình. Chuyến viếng thăm có sự hiện diện của cha Đa Minh Trần Quang Hiền, đặc trách tu sinh và dấn thân, quý cộng tác viên của hai trung tâm Xuân Hiệp và Tam Hải, và quý phụ huynh cũng như quý vị ân nhân của cộng thể cùng đồng hành. Vào đầu mùa chay, cha đặc trách đã cùng nhóm tu sinh và dấn thân lên kế hoạch cho chuyến thiện nguyện này bằng việc sống hy sinh mùa chay với mục đích san sẻ tình thương đến với mọi người.
cụ thể là mái ấm cô nhi Thiên Bình. Vào Chủ nhật Phục sinh, nhóm đã đến trung tâm để trao món quà phục sinh cho mái ấm. Cùng với tất cả các em và cụ già tại trung tâm, nhóm đã dâng thánh lễ Chủ nhật mừng Chúa Phục sinh tại nhà nguyện của trung tâm. Cha Vinson Nguyễn Mạnh Cường, giám đốc trung tâm đã chủ tế thánh lễ. Trong bài giảng, cha Đa Minh mời gọi tất cả các bạn trẻ tại trung tâm hãy cảm nhận tình yêu của mọi người qua những hành động nhỏ bé. Chính sự nhỏ bé này sẽ tạo cho chúng ta niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi kết thúc thánh lễ, nhóm đã tặng những quả trứng phục sinh được chuẩn bị sẵn cho các em và các cụ già trong trung tâm. Sau thánh lễ, cha Đa Minh đã trao tặng cho trung tâm món quà hy sinh của các nhóm và quý ân nhân trong mùa chay năm 2024. Mọi người cùng nhau dùng bữa trưa thanh tịnh và cùng nhau ca hát mừng Chúa Phục sinh. Chuyên mục điểm tin của Ban truyền thông Sele Giêng Đông Bosco Việt Nam đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các thông tin trên website của tỉnh dòng Sele Giêng Đông Bosco Việt Nam sdb.vn hoặc website của vùng Đông Á Châu Đại Dương bosco.link hoặc website thông tin của tu hội Sele Giêng influence.org. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục điểm tin Sele Giêng tuần sau.